Cục Đường bộ Việt Nam Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án BOT xem xét miễn phí sử dụng đường bộ cho phương tiện chở hàng hóa hỗ trợ bà con vùng báo lũ. Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các nhà đầu tư doanh nghiệp BOT xem xét chỉ đạo các trạm thu phí miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí cho đến khi có văn bản hướng dẫn mới cục đồng bộ đề nghị nhà đầu tư doanh nghiệp bot phối hợp với khu quản lý đồng bộ khu vực và các cơ quan có liên quan của địa phương tổ chức phân làn phân luồng hướng dẫn giao thông để các xe nêu trên lưu thông qua trạm thu phí thuận lợi